máy giấy liền men vào sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị nhà máy nghiêm túc tuân thủ các quy định về quan trắc khí thải, nước thải và đảm bảo hệ thống xử lý nước mặt theo đúng tiêu chuẩn. Nông nghiệp Việt Nam và những chính sách có nghĩa sống còn, kỳ vọng một cuộc cách mạng mới trong sản xuất sau phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, lúa gạo Việt Nam trước giờ gây đổi mới. Sau điều trị thành công ca uốn ván cấp độ nặng, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang tiếp tục phẫu thuật lấy đầu đạn nằm trong cơ thể hơn 40 năm cho một bệnh nhân nữ ở huyện Long Mỹ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, quá trình vận hành thử nghiệm tại nhà máy giấy Lienman bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm nay và kéo dài trong 6 tháng. Sau khi vận hành thử nghiệm, đơn vị sẽ có báo cáo đánh giá, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy hoạt động chính thức. Sáng nay, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành tỉnh đã đến thăm và khảo sát một số hạng mục tại nhà máy. Đoàn khảo sát hồ sinh thái thuộc hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Hồ có diện tích 1,6 hectare, sức chứa từ 42.000 đến 45.000 mét khối. Tại đây, nước thải sẽ được quan trắc lần cuối trước khi xả ra môi trường. Được biết, nhà máy đã lắp đặt hai hệ thống quan trắc trước và sau khi nước thải được đưa đến hồ nhằm đảm bảo các thông số luôn được cập nhật và gửi báo cáo liên tục về Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh 5 phút một lần. Cũng theo thông tin từ trung tâm, hiện các thông số về nước thải và khí thải tại các trạm quan trắc tự động đã đạt yêu cầu thải và môi trường. Ngoài đầu tư hệ thống nước thải, nhà máy đã hoàn thành hạng mục cầu cảng với chiều dài 160 m, mớn nước 12 m, đảm bảo cho tàu có tải trọng 20.000 tấn ra vào. Sau khi khảo sát một số hạng mục, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà máy nghiêm túc tuân thủ các quy định về quan trắc khí thải, nước thải và đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động theo đúng quy định. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý việc trồng cây xanh trong khuôn viên để tạo cảnh quan và giảm ô nhiễm không khí. Đối với vấn đề tiếng ồn trong xưởng sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động, chống ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi nhận được, chiều nay, đoàn công tác do ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, làm trưởng đoàn, đã đến thăm tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lữ Giang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thăm tỉnh Hậu Giang, đoàn đã đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nơi yên nghỉ của hơn 4.000 liệt sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhân dịp này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng Hậu Giang hai cây bồ đề và trồng lưu niệm trong khuôn viên Nghĩa trang để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh của hơn 30.000 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang chủ trì hội nghị. Đóng góp cho dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, các đại biểu tập trung thảo luận quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố và kiến nghị nên tăng mức quy định xử phạt. Bên cạnh đó, quy định đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về các mức độ ít nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do cố ý hay đặc biệt nghiêm trọng với 3 tội danh: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, tội hiếp dâm, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Song song đó, các đại biểu cũng thống nhất về việc bổ sung xử lý hình sự hành vi kinh doanh đa cấp trái phép. Đối với luật quản lý sử dụng tài sản công, các đại biểu kiến nghị cần có quy định cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền cấp cấp về việc quản lý và sử dụng tài sản công một cách hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Tạo hoan nghênh tinh thần đóng góp tích cực của các đại biểu và cho rằng các ý kiến đóng góp của đại biểu có sự nghiên cứu sâu. Đây là cơ sở để đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và tổng kết phong trào thi đua năm 2016 lĩnh vực phát thanh truyền hình.
Tham dự hội nghị có ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, lãnh đạo các đài phát thanh và truyền hình địa phương trong cả nước. Năm qua, các đài phát thanh và truyền hình đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng và nội dung các chương trình trên sóng phát thanh truyền hình, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân. Tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà các đài đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, mong muốn các đài phát thanh truyền hình đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ quyền biên giới biển đảo, nâng chất và tăng thời lượng các chương trình tự sản xuất theo hướng lành mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các đài phát thanh truyền hình tự chủ về tài chính. Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh truyền hình năm 2016. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang đã được trao tặng 1 bằng khen dành cho tập thể và 2 bằng khen cho cá nhân. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và đánh giá chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường trung học phổ thông, sáng nay, hội thao giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang lần thứ 7 được khai mạc tại trường trung học phổ thông chuyên Dị Thanh. Đến dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thao năm nay có sự tham gia của 207 vận động viên thuộc 23 trường trung học phổ thông trong tỉnh, với các nội dung thi gồm phần thi kiến thức về giáo dục quốc phòng an ninh, đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng, băng bó cứu thương, ném đạn trúng đích, tháo lắp súng tiểu liên AK. Để hội thao diễn ra thành công, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các vận động viên tham gia với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, cao thượng. Hội thao diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 tới. Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về tiến độ thực hiện công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh để công trình đưa vào sử dụng dịp 30 tháng 4 tới, các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công. Còn đối với các gói thầu mua sắm thiết bị, nhanh chóng lắp đặt ngay sau khi việc xây lắp hoàn thành. Trong quá trình thực hiện công trình, nếu có khó khăn thì nhanh chóng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông cũng lưu ý phải sớm hoàn tất phần hội trường để phục vụ cho hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 4 tới. Công trình trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang có tổng vốn đầu tư trên 193 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh là 28 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn từ trung ương. Đến nay đã thực hiện đạt khoảng 93% giá trị gói thầu xây lắp. Tổ chức đào tạo nghề phi nông nghiệp cho hơn 2.500 lao động nông thôn, trong đó trên 86% lao động có việc làm sau đào tạo. Đó là nỗ lực sau 7 năm của Ban chỉ đạo thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020 vừa được sơ kết. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 7 năm triển khai thực hiện, đến nay có hơn 13 đơn vị sở ngành cấp tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Hội nông dân tỉnh. Qua đó tổ chức hơn 630 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, vận động hỗ trợ 54 dụng cụ chứa nước cho 4 đơn vị bị ảnh hưởng nước mặn xâm nhập ở huyện Long Mỹ, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Để phát huy kết quả đạt được, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu Hội nông dân tỉnh và các địa phương tập trung hỗ trợ nông dân có mô hình làm ăn hiệu quả. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng hóa chất. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mở ra một bước ngoặt lịch sử trong ngành nuôi và chế biến tôm xuất khẩu của nước ta, khi yêu cầu các bộ ngành phải đặt mục tiêu. Trước năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm phải đạt 10 tỷ đô la Mỹ, có thương hiệu tôm Việt Nam nổi tiếng thế giới, gắn nuôi tôm với phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, phấn đấu đạt khoảng 10% GDP quốc gia. Với mục tiêu trên, các chuyên gia đều hy vọng và khẳng định con tôm Việt Nam sẽ lột xác và nếu được đầu tư căn cơ bài bản, đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành vùng nuôi tôm của thế giới. Tiếp theo sau con tôm, tại hội nghị giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long cách đây một tuần ở An Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định lúa gạo Việt Nam trước giờ ghê đổi mới. Theo các chuyên gia, phát biểu này như hồi trống lệnh để nước ta bắt đầu cuộc cách mạng mới trong sản xuất nông nghiệp. Có thêm góc nhìn về vấn đề này, biên tập viên Kim Anh có những phân tích ngay sau đây. Xin mời biên tập viên Kim Anh.
Vâng, thưa quý vị, như chị Hồng Thức đã đề cập thì trước khẳng định lúa gạo Việt Nam trước giờ ghê đổi mới, vấn đề mở rộng hạn điền đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xem xét trình Quốc hội và Chính phủ để sửa đổi hiến pháp. Và trước khi hiến pháp được sửa đổi thì cần có những chính sách quy định phù hợp để mở rộng hạn điền. Theo tôi, Việt Nam chúng ta mười mấy triệu hộ với 47-48 triệu mảnh ruộng nhỏ thì khó có thể gọi là sản xuất lớn. Trước hết, để mở rộng hạn điền nên bồi thường thỏa đáng cho dân khi thu hồi đất, trên cơ sở khuyến khích mạnh mẽ các cánh đồng lớn. Thứ hai là khuyến khích đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp, cần mở rộng quyền sử dụng đất và bảo hộ quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, là những loại nông sản chiến lược mà Việt Nam có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh nông nghiệp. Vì vậy, nếu chúng ta sản xuất lớn, áp dụng công nghệ và quản lý phù hợp, kết hợp chế biến sâu, tiếp thị tốt, thì hiệu quả kinh tế ngành lúa gạo còn tăng nhiều lần. Từ phân tích này, Thủ tướng cho rằng, ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước giờ ghê của công cuộc đổi mới, đòi hỏi một tư duy kiến tạo toàn diện từ nền tảng thể chế, chính sách, pháp luật đến cấu trúc vận hành, phương thức quản trị và công nghệ sản xuất. Như vậy, với chủ trương mở rộng hạn điền cũng là sự cởi trói tư duy làm nông nghiệp của chúng ta hiện nay nói chung và của ngành hàng lúa gạo nói riêng. Bởi vì mặc dù nước ta là cường quốc xuất khẩu lúa gạo của thế giới, nhưng mà bao năm qua, người nông dân trồng lúa vẫn thuộc nhóm là có thu nhập thấp nhất nước. Theo các chuyên gia thì chính vì quy định hạn điền nên người nông dân có muốn vươn lên cũng rất khó. Theo quy định, hạn mức giao đất cho nông dân với đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long là không quá 3 hectare, khu vực ven biển miền Trung, miền Bắc là 2 hectare. Còn các loại cây công nghiệp thì từ 10 đến 30 hectare. Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất tối đa là 10 lần hạn mức giao đất, tức quy mô sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long có thể đạt mức tích tụ tối đa là 30 hectare, miền Trung và miền Bắc là 20 hectare. Ngoài ra, chỉ được chuyển nhượng giữa những người dân trực tiếp sản xuất trong cùng một vùng nông nghiệp và chưa có quy định chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Mặc dù quy định như vậy, nhưng thực tế, bình quân đầu người ở miền Bắc sở hữu chưa đến 360m2, còn ở đồng bằng sông Cửu Long, 75% nông dân sở hữu chưa đến 1 hectare. Nếu bình quân cả nước, thì có 85% hộ trồng lúa chưa có đầy 5.000m2. Thực trạng đất đai manh mún đã kìm hãm sản xuất nông nghiệp, làm cho chi phí sản xuất của người nông dân rất cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bình quân mỗi hecta sản xuất lúa chỉ thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng một năm, thấp hơn 2,7 lần so với Thái Lan, 1,5 lần so với Indonesia và Philippines. Thưa quý vị, các chuyên gia kinh tế còn tính toán là nông dân trồng lúa ở các nước như là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Trung Quốc và Ấn Độ trung bình có lãi khoảng từ 0,2 đến 0,3 đô la Mỹ một ký, thì nông dân Việt Nam chỉ có lãi chưa đầy 0,1 đô la Mỹ một ký. Nguyên nhân được chỉ ra là do đất đai manh mún, hàng hóa thì không thể tập trung đồng nhất, làm cho chi phí sản xuất luôn tăng. Trong khi đó thì đối với nền kinh tế hội nhập, áp lực cạnh tranh về giá, về chất lượng ngày càng gay gắt hơn, nên thu nhập của nông dân trồng lúa ở nước ta ngày càng giảm. Chính vì vậy, khi nhận được thông tin Thủ tướng Chính phủ có chủ trương là mở rộng hạn điền, ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, một vị lãnh đạo đã có nhiều trăn trở đối với cây lúa, cho rằng đất nhiều thì nông dân mới có thể làm ăn lớn, dễ dàng hơn trong thời buổi kinh tế thị trường. Vâng, bởi trong thực tế đã có nhiều nông dân đã làm giàu, thật sự nhưng mà phải buộc lòng phải lách luật đất đai. Ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, không ai xa lạ với ông vua lúa Sáu Đức. Lúc cao điểm, mỗi năm ông cung cấp ra thị trường khoảng 10.000 tấn lúa giống. Để tạo ra sản lượng này, ông đã âm thầm tích tụ 200 hectare đất. Nhận thấy nguồn rơm rạ rất lớn bị bỏ phí, ông đã thuê thêm 70 hectare đất để mở trang trại, nuôi 2.000 con bò siêu thịt để tận dụng các sản phẩm phụ từ cây lúa. Cách làm của ông được giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đánh giá là nông dân số 1 ở Tứ Giác Long Xuyên. Còn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, con đường trở thành vua khóm của ông Dương Văn Thanh cũng bắt đầu từ sản xuất quy mô lớn. Từ một thương lái chuyên thu mua khóm, nhưng nhìn thấy tiềm năng của đặc sản quê mình, năm 2009, ông thuê 100 hectare đất để trồng khóm.
Do có sản lượng lớn nên ông luôn chủ động trong các giao dịch mua bán với nhà máy chế biến. Trung bình, tổng doanh thu hàng năm của ông khoảng 80 tỷ đồng. Thưa quý vị, thực tế hiện nay thì đã có nhiều nông dân âm thầm tích tụ ruộng đất và đã thành công. Nhưng mà về mặt pháp luật, quyền sở hữu đất sản xuất lại không được danh chính ngôn thuận. Và vì vậy, chủ trương mở rộng hạn điền như đã giải tỏa một phần áp lực cho nông dân có gan làm giàu. Là đây là một điều tất yếu để nền sản xuất nông nghiệp ở nước ta chuyển sang một giai đoạn mới. Và để thực hiện được điều này thì các chuyên gia kinh tế có ý kiến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Nếu sửa đổi chính sách về hạn điền, tích tụ ruộng đất thì cần phải có khung pháp luật rõ ràng nhằm hạn chế lợi ích nhóm. Đồng thời có phương án đưa ra thảo luận công khai, minh bạch, có tổng kết về các xu hướng tích tụ ruộng đất hiện nay. Nhà nước cần phải hoàn thiện luật tích tụ ruộng đất để sản xuất, chứ không phải đầu cơ, tích trữ, lạm dụng quyền sở hữu, sử dụng đất. Cần cấm tích tụ ruộng đất theo kiểu bắt bí, ép buộc để mua rẻ đất, lập dự án treo, phân lô bán nhằm làm giàu bất chính vì lợi ích của một nhóm người nào đó. Đồng thời, cần thiết phải quan tâm đến đời sống của người nông dân. Thưa quý vị, qua những thông tin trên thì chúng ta có thể thấy rằng chủ trương mở rộng hạn điền đã nhận được sự đồng thuận của người nông dân. Của người dân và mở rộng hạn điền đất sản xuất nông nghiệp thật sự không chỉ là giờ ghê đổi mới cho lúa gạo Việt Nam mà còn chuyển sang giai đoạn sản xuất mới của ngành nông nghiệp. Mục tiêu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra là phấn đấu trong 10 đến 20 năm tới, hạt gạo Việt Nam sẽ đem lại những giá trị gia tăng tốt nhất dựa trên việc đáp ứng tinh tế các nhu cầu và tiêu chuẩn phổ quát về dinh dưỡng cũng như là dược liệu, góp phần củng cố danh tiếng của một trong những nền văn minh nông nghiệp lâu đời nhất của thế giới. Và đến đây thì tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay có các nội dung: sau điều trị thành công cao uốn ván cấp độ nặng, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang tiếp tục phẫu thuật lấy đầu đạn trong cơ thể hơn 40 năm cho một bệnh nhân nữ ở huyện Long Mỹ. Năm nay, môn giáo dục công dân được đưa vào môn thi chính thức của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Giáo viên và học sinh Hậu Giang có cách ôn tập như thế nào? Ghi nhận tại trường Trung học Phổ thông Dị Thủy, huyện Dị Thủy. Thưa quý vị, sau khi điều trị thành công ca uốn ván cấp độ nặng cho một bệnh nhân nam ở huyện Dị Thủy, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang tiếp tục phẫu thuật thành công lấy đầu đạn đại liên nằm ở vùng hông phải và mảnh kim khí ở vị trí bên trái trong cơ thể hơn 40 năm cho một bệnh nhân nữ. Và đây là ca phẫu thuật khó, nếu sơ suất, nguy cơ dẫn đến tử vong rất cao. Bệnh nhân là bà Lê Thị Tám ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, được chuyển từ Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ lên Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang trong tình trạng đau dữ dội ở hông và hạ sườn. Sau các bước xét nghiệm, siêu âm và chụp CT, các bác sĩ hội chẩn và cho phẫu thuật xẻ gan để lấy dị vật kim khí và mở hố thân lấy đầu đạn nằm ở phía sau phúc mạch hông. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được mẫu kim khí và đầu đạn cùng nhiều bô sơ. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục. Được biết, bà Lê Thị Tám từng là giao liên trong kháng chiến chống Mỹ ngụy. Năm 17 tuổi trong lúc làm nhiệm vụ, bà bị địch bắn và đã được phẫu thuật nhưng không thành công. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, sau khi điều trị thành công ca uốn ván cấp độ nặng và phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân Lê Thị Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã quyết định khen thưởng đột xuất cho hai ekip thực hiện ca điều trị và phẫu thuật trên. Đây là niềm động viên để các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang nỗ lực nhiều hơn trong nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tỉnh luôn quan tâm đến việc thu hút đầu tư, xây dựng các công trình, dự án. Tuy nhiên, nhiều dự án do nhà đầu tư không triển khai theo cam kết, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định thu hồi quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất của 15 dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Dị Thủy như sau. Trên địa bàn phường 3 gồm dự án Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang, dự án Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Vị Thanh, dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, dự án trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, bờ kè, cầu tàu và công viên cây xanh, khu dân cư và thương mại Cái Nhút, xây dựng công trình đường 1 tháng 5 nối dài, khu văn hóa thể thao tỉnh Hậu Giang, mở rộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thị xã Vị Thanh.
Tại phường 4 có dự án mở rộng khu tái định cư, dân cư, khu hành chính tỉnh ủy Hậu Giang. Trên địa bàn phường 5 gồm các dự án trường trung học phổ thông chuyên Vị Thanh, nhà thông tin khu vực 5, nhà văn hóa phường 5, khu đô thị hành chính công cộng phường, khu thương mại dịch vụ đa chức năng phía nam kênh Sà No tại phường 5 và xã Dị Trung, huyện Dị Thủy. Mở rộng đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Cùng với việc thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong giảng dạy, những năm qua, ngành giáo dục tỉnh còn quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo cán bộ sau đại học, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển giáo dục. Trong năm 2017, Hậu Giang sẽ có 29 giáo viên được đưa vào danh sách quy hoạch đào tạo cán bộ công chức viên chức sau đại học. Việc trang bị kiến thức sau đại học góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Được biết, với hơn 10.500 cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, hiện có 215 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên có trình độ sau đại học. Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, giáo viên sau đại học là yêu cầu cần thiết trong quá trình phát triển của ngành giáo dục. Song hành với công tác quy hoạch đào tạo, đó là chế độ chính sách đãi ngộ dành cho các đối tượng này. Tuy nhiên, một số giáo viên sau khi hoàn thành bậc sau đại học đang rất lo lắng vì chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ trả lời trong tiết mục Nghe dân nói với dân trong chương trình thời sự tối ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa quý vị, ngay sau khi có thông tin là bộ môn giáo dục công dân được đưa vào môn thi chính thức của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, nhiều giáo viên và học sinh rất lo lắng, bởi từ lâu môn học này chỉ được xem là môn học phụ, chưa được sự quan tâm nhiều. Vì thế, nếu đưa vào môn thi chính thức sẽ không có nhiều tài liệu tham khảo, học sinh sẽ rất khó ôn tập. Và trước khó khăn này, giáo viên và học sinh các trường phải làm gì? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học Phổ thông Dị Thủy, huyện Dị Thủy. Tham khảo sách về luật là việc làm thường xuyên của thầy Nguyễn Tấn Phát, giáo viên bộ môn giáo dục công dân trường Trung học Phổ thông Dị Thủy, để cập nhật kiến thức đưa vào nội dung giảng dạy. Bởi năm nay, lần đầu tiên, môn giáo dục công dân trở thành môn thi chính thức của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Sau khi mà bộ đưa ra cái đề thi mẫu đó, thì cũng có giống như một cái định hướng cho mình để mình thực hiện hoạt động giảng dạy của mình. Thì qua kết quả đánh giá của kỳ thi học kỳ 1 đó, thì một điều đáng mừng là cái học ở trường có 310 học sinh thì chỉ có duy nhất một bài là dưới trung bình thôi, còn lại tất cả những bài kia là điểm trên trung bình. Có được tín hiệu vui đó, ngoài nỗ lực của giáo viên, mỗi buổi sinh hoạt đầu tuần, nhà trường còn dành 15 phút để phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật. Với cách làm này, học sinh các khối lớp sẽ có thêm kiến thức về các bộ luật hiện hành. Thưa quý khán giả, đây là quyển sổ đã được các em ghi chép cẩn thận và nó đã trở thành quyển sổ tay về pháp luật của mỗi học sinh trong trường. Đặc biệt là đối với các em học sinh khối 12 năm nay thì các kiến thức về luật cũng như là xã hội sẽ càng có ý nghĩa quan trọng ở môn giáo dục công dân, môn học đầu tiên được đưa vào thi tốt nghiệp. Gây rất là nhiều bất ngờ, nhưng mà nhờ việc thầy đã mỗi lúc mà sinh hoạt thì thầy có phổ biến lại vậy thì mình sẽ nhớ rõ những kiến thức đó hơn. Việc phổ biến pháp luật đối với thanh niên chúng em thì là rất cần thiết và sẽ góp phần lớn vào cách ứng xử trong đời sống. Vậy là sau nhiều năm gần như bị lãng quên, môn giáo dục công dân giờ đây đã tác động trực tiếp đến cách dạy, cách học của giáo viên và học sinh. Chắc chắn khi môn giáo dục công dân được đưa vào thi tốt nghiệp sẽ hướng tới mục tiêu xa hơn, đó là học sinh không phải học để thi mà còn học để làm người. Chương trình thời sự tối nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.